quốc vương Abdullah của Jordan gặp Tổng thống Mahmoud Abbas, tin tử Amman. Tổng thống Mahmoud Abbas đã gặp quốc vương Abdullah ở thủ đô Amman sau khi trở về từ New York. Trong ngày thứ Năm, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm có 193 quốc gia hội viên đã đa số chấp nhận bản nghị quyết nâng Palestine từ thực thể quan sát lên thành quốc gia quan sát viên. Kết quả bỏ phiếu có 138 nước ủng hộ, 41 nước bỏ phiếu trắng và 3 nước không tham gia bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức ngay vào ngày trước đây, 65 năm, Liên Hiệp Quốc đã quyết định phân chia vùng đất Palestine thành hai quốc gia, Do Thái và Palestine. Tổng thống Abbas đã nói với báo chí rằng ông ta đã thảo luận với quốc vương Abdullah về cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc và nhiều vấn đề khác.